là trích đoạn đọc thoại đêm, tác giả Lê Duy Hồng, sinh viên dự thi Xuân Trúc Giai Lý Chi Đoàn. Trích đoạn xin được phép bắt đầu. Thank you.
nội á, nó vừa cũ kỹ mà nó vừa lại có mùi nữa. Ý, mấy ông vua kia lớn không ngồi đàng hoàng, còn ta, ta là con nít khi ta leo lên ngai. Là ta bị lột thỏm xuống dưới à? Vậy á là ta lãnh đủ. Còn cái chuyện mà ta thích nhất á, ông chết.
cùng trái